thể thao giải trí tổng hợp hân hạnh chào mừng các bạn đến với bản tin tức bóng đá xin chào các bạn rạng sáng nay giải ngân hàng anh tiếp diễn với trận đấu giữa manchester united gặp leicester city liệu rằng mu có thể cản bước được man city lên ngôi vô địch sớm hay không khi họ phải có một chủ trận hành xác 5 ngày đấu ba trận cuối cùng thì huấn luyện viên Sonkeer cũng quyết định buông xuôi premier league để man city lên ngôi vô địch khi tung đội hình trẻ để thi đấu với leicester city vì hai ngày tới đây họ tiếp tục gặp liverpool một trận đấu derby của nước anh chiến thắng trước mu giúp leicester lấy lại vị trí thứ ba từ chelsea đồng thời giúp man city chính thức lên ngôi vô địch trước ba vòng đấu